đây qua đây thôi, chứ mình không có để thi chú ý gì kể nha. Có cái kỹ rồi, nhưng khi nó không đi nha cả. Chị đã phá cái mấy đáng đau. Quay alo. Ủa sao nó trả lại ta? Alo. Không phải. Nó kẹt rồi. Chắc đi đâu rồi quá nha. Chị gì em chị? Hàng cổ. Hàng cổ mà. Chị nó hơi ớt hơn nữa đó. Qua đây con mới dễ đi bé ba nó không không nhớ rồi. Nước mắm với nước chao gì đó. Rồi con cũng mong mì vô ăn hả lũ thì má bỏ đi để đang mốt cho chị thì hơi ít nước rồi mà còn nước nữa đó mà mốt thêm. Múc thêm nước ở dưới. Má tính sai. Ai biết đâu bé ba nè, cái giá trên này làm sao lũng múc. Có cái giá nhỏ dưới đó. Quay vô coi về trong mày coi hả. Trong mày dê biển coi. À thằng học chịu đi qua ăn, người ta đủ thứ hết trơn nè. Không, cái này làm tính tịch dây dừa ha, chứ nhiều quá cũng hết. Go back.